Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên, xin gửi đến các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Mấy ngày gần đây thì mình nhận được rất nhiều những cái cuộc gọi, trong đó có rất nhiều những cái cô chú, anh chị muốn đóng góp những cái lời nói về cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian vừa qua. Các bạn cũng biết rằng trong thời gian mới đây thôi thì cư dân mạng lại được một phen hú hồn khi họ cho rằng có một cái thuyết âm mưu trong vấn đề trao tặng oxy của Đại Nam dành cho Hội Thiện Nguyện Nhất Tâm, cùng với đó là sự xuất hiện của cái chú Hải. Và rõ ràng chúng ta cũng có thể đặt nghi vấn rằng liệu những điều chú Hải đang làm là cố tình hay vô ý. Các bạn cũng biết rằng trong tất cả những sự việc có rất nhiều những cái cách thức để mà giải quyết vấn đề, nhưng cái cách thức giải quyết vấn đề của cái chú Hải này nó y chang như những người, các bạn biết là ai không? Đó chính là anh HL và cái ông Võ Nằm Yên. Ở đây mình không nói họ có trung trạ hay là vấn đề gì đó liên quan, mà mình chỉ nói rằng họ luôn chọn cách im lặng và đặc biệt rất kiệm lời. Không biết những lời nói của họ là vàng, là ngọc, là châu, là báu hay như thế nào đó thì mình không biết. Nhưng những lời nói và hành động nó thể hiện sự hoan hỷ, tình thương, mến thương dành đến cho nhân dân. Nếu anh không làm được điều đó thì anh nên kết thúc cái câu chuyện và đừng nên làm bất cứ một điều gì đó. Và hãy để cho những người khác họ đảm nhiệm cái trách nhiệm đó của anh. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta nhận được gì về cái hội thiện nguyện nhất tâm kia? Các bạn cũng biết rõ ràng rằng ngay khi Đại Nam công bố bình oxy sẽ phục vụ cho người dân miễn phí, và nhóm hội làm việc đầu tiên với Đại Nam đó chính là hội thiện nguyện nhất tâm. Để chứng minh điều đó thì bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Huỳnh Uy Dũng đã trao tặng 300 cái vỏ bình cho cái hội thiện nguyện nhất tâm này để phục vụ cho bà con, thay đổi liên tục cho bà con. Mà hơn nữa, tất cả cái khí oxy Đại Nam đều cung cấp miễn phí cho các hội nhóm này. Điều đó là điều rõ ràng nhất, thưa các bạn. Và mình nghĩ mọi người cũng biết được cái điều này. Vậy câu chuyện bắt đầu từ khi cái chú Hải này đăng trên dòng trạng thái của mình với một cái hình ảnh chuyển tiền, đó là chuyển tiền cho Nhất Tâm với số tiền là 100 triệu đồng để nạp khí oxy. Và ngay sau đó một ngày thì cái chú Hải này đã xuất hiện tại Đại Nam để đến Đại Nam bơm oxy miễn phí. Vậy luồng dư luận được tạo nên từ đó. Và rõ ràng các bạn cũng nhận ra được một điều, đó là lỗi lầm này không phải thuộc về Đại Nam, không phải thuộc về bà Nguyễn Phương Hằng, mà cái lỗi này nó thuộc về cái lỗi của chú Hải này. Và ngay sau đó thì dư luận bắt đầu lên tiếng. Và khi có những cái thông tin sai lệch là Đại Nam bán oxy với giá bằng đó tiền, thì bà Hằng bắt buộc phải lên tiếng và đã chọn cách rất đúng, đó là bảo vệ danh dự cho công ty Đại Nam, không bị xuyên tạc và ngừng cung cấp cho những người này. Điều đó là hoàn toàn chính xác. Và sau đó thì các bạn cũng thấy cái anh Trần Thanh Long là trưởng nhóm Thiện Nguyện Nhất Tâm đã lên tiếng, đăng một cái dòng status rất là dài để bảo vệ thanh danh cho ông Hải. Nhưng thực tế ra chúng ta cũng thấy rằng cái người liên quan thì không lên tiếng, mà cái người không liên quan thì lại lên tiếng. Để làm gì? Họ đang bảo bọc cho nhau, điều đó là chính xác, không còn chối cãi gì nữa. Và họ có những cái sự gắn kết keo sơn, không phải là nhất tâm với cái ông Hải này, mà rõ ràng nó còn rộng hơn nhiều so với tất cả những gì chúng ta đang nghĩ. Và các bạn cũng có thể thấy rằng một cái tin nhắn của một người nào đó đã nhắn tin đến cho chú Hải này và hỏi rằng Đại Nam bán oxy hả chú, thì ông này nói một câu ngắn gọn, cụt ngủn, không có đầu cũng chẳng có đít. Một câu nói có thể làm cho thánh thần phải lạy ông ta bằng sư phụ, bởi vì nó không mang một cái ý nghĩa gì cả, mà nó chỉ mang lại những sự nghi ngờ, mặc dù điều đó không có thật. Và các bạn cũng đã nhìn thấy một cái câu nói rất là đơn giản, mà các bạn thử đọc lại cái dòng câu hỏi của cái người lạ này, nó có đầy đủ hay không? Mặc dù chúng ta có thể nhìn nhận trong tất cả những cái câu hỏi này là một kẻ rất là ma cô, mình nói thật với các bạn luôn. Và cũng may là cộng đồng luôn thông minh và đã nhận ra sớm cái điều này, để bà Nguyễn Phương Hằng cùng với Đại Nam không phải bị oan uổng với những gì dư luận đang đồn thổi. Và cái chú Hải này cũng im phăng phắc. Các bạn có công nhận điều đó không? Tại sao ông ấy lại không đáp trả bà Nguyễn Phương Hằng khi bà ấy lên tiếng không tiếp ông Hải này nữa? Các bạn có thể trả lời giúp mình được không? Và mới đây thì mình có thấy đội nhóm của họ luôn nói rằng bị mất bình oxy ở nhà bệnh nhân có một số điều mình cảm thấy hết sức vô lý. Tại cái thời điểm dịch bệnh này thì họ rất cần cái khí oxy, và không phải là họ dùng một lần rồi họ lấy cái bình đó đi. Chắc chắn là họ sẽ có ý thức để giữ gìn và trao trả lại để lần sau còn được tiếp tục cho miễn phí để sử dụng. Đúng không thưa các bạn? Không thể nào vô lý mà mất đi quá nhiều cái bình oxy không đến như vậy.
Và rồi cái nơi cho 300 bình thì không lấy, và bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để mà nhập từ bên Nhật hay bên nào đó, rồi chuyển qua bên Việt Nam. Các bạn có thấy sự vô lý hay không? Với tình hình dịch bệnh như thế này, làm gì có khả năng mà vận chuyển được số lượng bình đó từ bên Nhật về Việt Nam chỉ có mười mấy ngày? Nó rất là phi lý ở đây. Miễn phí thì không lấy, mà lại kêu gọi để đi mua. Chắc chắn trong vấn đề này có sự khuất tất, mà khuất tất là không nhỏ, thưa các bạn. Biết là có rất nhiều những người đang gặp khó khăn về tình hình dịch bệnh, nhưng cũng không thiếu những người dựa vào cái tình hình dịch bệnh này để trục lợi cho bản thân và đội nhóm. Có rất nhiều người như vậy rồi, cho nên chúng ta cũng không trừ một ai. Và cái điều đáng tiếc cho một cái hội thiện nguyện nhất tâm ở đây là như thế nào? Nếu anh là một người công tâm, một người biết nghĩ về dân, thì tại sao cái lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng khi nói rằng chỉ trao bình oxy cho các đơn vị như là công an, bộ đội hay là y tế để mang đến cho người dân? Tại sao các anh lại không liên kết với những người làm y tế và để họ đứng ra tiếp nhận những cái khí oxy ở trong Đại Nam, trong khi anh đang có sẵn 300 cái vỏ bình ở Đại Nam? Có rất nhiều điều uẩn khúc trong cái sự việc này mà chúng ta cần phải làm rõ. Qua tất cả những cái hình ảnh yêu nước thương dân như là chú Hải mà chúng ta đã nhìn thấy trong vòng một năm nay, đó là chú ấy đã đi rất nhiều những cái tỉnh khác nhau để trao tặng, làm những việc thiện nguyện giúp ích cho người dân, đỡ đần cho đất nước. Thì đáng lẽ ra khi mà chúng ta nhìn thấy một người bằng xương bằng thịt như chú Hải thì phải là một con người hết sức là tình cảm, ánh mắt luôn luôn là thánh thiện, câu từ luôn luôn là trau chuốt để nghĩ cho người khác. Thì chú ấy lại trả lời một cái câu rất là cụt ngộn, và nói thẳng ra là nó mang cái màu sắc châm biếm. Châm biếm là Đại Nam chỉ cho vỏ bình chứ không bơm miễn phí khí oxy. Và cũng có thể khẳng định rằng cái 100 triệu mà chú đưa cho Nhất Tâm để bơm khí oxy là đúng. Vậy mà không có một cái câu trả lời xác đáng nào đến tất cả cộng đồng mạng, đến tất cả những người dân đang tin tưởng, đang nhờ cậy ở chú. Một người tốt mà như vậy sao? Một người thánh thiện mà tiết kiệm những lời nói như vậy sao? Ở đây chúng ta không thể nào mà nghĩ rằng nói ít làm nhiều, bởi vì lương tâm của mỗi người nó thể hiện rõ trong cái thể hiện câu từ, hành động, chứ không đơn giản như nó là một cái sự nghiêm nghị, khẳng khái và luôn làm cho người ta nghi ngờ. Mình đã nhận thông tin rất là nhiều cái ý kiến của các cô chú cũng là giáo viên, thạc sĩ, và thậm chí có những người dân họ đưa ra những cái ý kiến trái chiều về cái chú Hải này, và nói những cái hành động của chú là không thể nào chấp nhận được, bởi cái chú Hải này đang gây một cái sự hiểu lầm rất là lớn đối với những người tiếp nhận những cái khí oxy của Đại Nam. Và họ cũng nói rằng chú có quan hệ với cái anh HL và cái chị Hương, và chị Hương, và có sự sắp xếp trong vấn đề từ thiện này rất là lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ. Vậy tất cả những cái điều này theo các bạn nó có đúng hay là không? Các bạn hãy để lại tất cả những cái bình luận của các bạn phía dưới để chúng ta cùng nhau tìm ra một cái sự thật và một cái cách giải quyết xác đáng nhất. Thưa các bạn, tất cả những cái ý kiến đó mình đều tổng hợp từ những người dân, những người cán bộ, những cô chú, những anh chị, để mình nói lên những cái lời nói cho tất cả các bạn cùng nghe. Và mình xin được kết thúc cái clip tại đây. Mình sẽ thông tin tất cả những cái vấn đề mới nhất đến cho mọi người cùng lắng nghe. Và mình mong rằng chúng ta hãy cùng nhau đi tìm ra những cái giá trị sống tích cực nhất và loại bỏ đi những cái xấu trong xã hội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào.